Mệt không? Tiếp tục lại đi tiếp. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Như buổi sáng nay ấy, thì các bác thợ ở trong thôn để xây nhà cho gia đình năm cháu mồ côi ấy, thì như hôm nay thì các bác thợ thì cũng đang có việc riêng ở trong thôn bản rồi, thế cho nên là các bác thợ hôm nay thì cũng không xây nhà. Đấy, các bác thợ hôm nay là cũng sẽ nghỉ một ngày. Ngày hôm nay là các bác thợ là hôm nay là có việc trong thôn, thế cho nên là ngày mai là các bác thợ trong thôn ấy lại tiếp tục xây nhà cho gia đình năm cháu mồ côi nhé. Và như sáng nay thì trực tiếp là cháu Vân, con nuôi Mỹ Hải là cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ, là cháu Vân hôm nay ấy, là cũng đã được nghỉ hè rồi, thế cho nên là sáng nay thì Mỹ Hải là cũng trực tiếp là vào trong nhà đón cháu ra để ở ngoài nhà Mỹ Hải. Như đợt trước thì quý vị và các bạn đều biết ấy, là cháu Vân đây là cũng có nhận Mỹ Hải là bốn nuôi, thế cho nên là Mỹ Hải thì cũng là trực tiếp rằng là nói với cháu Vân ở đây rằng là thôi thì nghỉ hè thì Mỹ Hải là cũng sẽ đón cháu ra ngoài nhà Mỹ Hải ở đây để cháu sẽ được nghỉ hè ngoài này. Như hôm vừa rồi thì quý vị và các bạn đều biết đấy là Mỹ Hải vẫn còn giữ lại là số tiền của cháu là 24.650.000 đồng. Thì hiện giờ thì Mỹ Hải là cũng mạn phép rằng là sẽ tiếp tục là nhắc lại. Như hôm vừa rồi thì cô Út ở bên Mỹ là cũng có gửi về cho Mỹ Hải là 1.000 đô. Và cô cũng có nói với Mỹ Hải là 100 đô là của chú Tùng ở bên Mỹ và 900 đô là của chú Dũng ở bên Mỹ nhé. Và cũng có nói là 2 triệu đồng là sẽ ủng hộ kênh Mỹ Hải, còn 20 triệu ấy là sẽ cho cháu Vân để tu sửa lại nhà. Và còn lại là 870.000 đồng thì sẽ mua thực phẩm cho cụ ông Lầu Nổ Lúa ở đây. Nhưng hôm vừa rồi thì quý vị và các bạn đều biết đấy là trực tiếp là Mỹ Hải với lại là cháu Mỹ Hải là Mỹ Tùa ở đây là cũng đang mua thực phẩm cho cụ ông Lầu Nổ Lúa rồi. Và cô Hai Bắc ở bên Mỹ ấy, là cũng có gửi về cho Mỹ Hải là 100 đô và Mỹ Hải cũng đã quy đổi được là 2 triệu 300 nghìn đồng. Và cũng có nói là 500 nghìn đồng là sẽ ủng hộ kênh Mỹ Hải và còn lại là 1 triệu 800 nghìn đồng là sẽ ủng hộ cháu Vân 13 tuổi là trực tiếp là con nuôi của Mỹ Hải ở đây quý vị ạ. Và cô Trinh ở bên Mỹ ấy, là cũng có gửi về cho Mỹ Hải là 100 đô. Mỹ Hải cũng đã quy đổi được là 2 triệu 300 nghìn đồng. Và cô cũng có dặn với Mỹ Hải rằng là 50 đô là sẽ ủng hộ kênh Mỹ Hải. Và còn lại là 50 đô là sẽ trực tiếp là sẽ đưa cho cháu Vân ở đây. Và Bắc Quảng ở Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc ấy, là cũng có gửi cho Mỹ Hải. Để Mỹ Hải sẽ chuyển lại là 200 nghìn đồng ở đây để cho cháu Vân. Tổng là của Quý Mạnh Thường Quân cho đến hiện giờ là 23 triệu 150 nghìn đồng. Và như hôm trước thì quý vị và các bạn ấy đều biết rằng là Mỹ Hải là cũng có mua được xe đạp cũng như là quần áo để cho cháu Vân. Mà Mỹ Hải là vẫn còn đang giữ số tiền của cháu là 1 triệu 500 nghìn đồng nữa. Và cho đến thời điểm ngày hôm nay là Mỹ Hải vẫn đang giữ lại số tiền của cháu Vân ở đây ấy, là 24 triệu 650 nghìn đồng. Và Mỹ Hải là như các thức phim đầu của Mỹ Hải thì Mỹ Hải cũng đã giới thiệu rồi. Thế cho nên là còn 24 triệu 650 nghìn đồng đấy thì Mỹ Hải là cũng sẽ giữ giúp cháu. Để rồi là mai mốt là Mỹ Hải là cũng sẽ tham khảo một ít đất để sẽ di chuyển cho cháu xuống đến mặt đường để cho cháu sẽ được ở lại cùng bà con làng xóm ở gần gối đấy. Thì mai mốt là cháu lớn lên thì cháu ở những cái ngôi nhà như vậy thì cũng sẽ thuận tiện hơn nhé. Và đặc biệt hơn nữa là hôm nay Mỹ Hải là cũng đã đón được trực tiếp là cháu Vân và sẽ đưa cháu đi thăm quan những cái hẻm tu sản ở đây. Thì nay thì Mỹ Hải cũng đã đến một cái điểm cà phê Mỹ ở đây rồi. Đấy, cà phê Mỹ ở đây thì Mỹ Hải cũng đã đến đây. Thế cho nên là hôm nay là đặc biệt là Mỹ Hải là cũng có sẽ trao một phần quà trực tiếp là cho con nuôi Mỹ Hải đây, là trực tiếp là cháu Vân. Là phần quà của cô Hai Bắc ở bên Mỹ nhá, là cũng có gửi một thùng quà cho cháu Vân 13 tuổi, một cô cả cha lẫn mẹ ở đây. Thì nay vào đây thì Mỹ Hải là cũng có lấy cả quà vào đây để sẽ tạo bất ngờ cho trực tiếp là cháu Vân mà con nuôi của Mỹ Hải đây nhá. Còn bây giờ em ơi, em sẽ lấy kéo ở đây rồi là em sẽ bỏ những cái phần quà của cháu Vân ở đây. Đấy, của cháu Vân trực tiếp là con nuôi của mình để sẽ bỏ những cái phần quà đây ra.
đồng hành cùng Mỹ Hải ngày hôm nay là trực tiếp là cháu của Mỹ Hải ấy, là cũng đi cùng Mỹ Hải cũng rất là nhiều lần đi vào thôn bản để trao những cái phần quà để cho bà con dân bản thân thường đấy. Và nay thì cháu Mỹ Hải là Mỹ Tủa ở đây là trực tiếp là cũng có đồng hành cùng Mỹ Hải. Giấy này giấy thơm em ạ. Đúng rồi. Trước là cũng có một cô mà cũng có gửi quà về cho mình nhưng mà mình lại không biết, xong là mình lại bỏ những cái tờ giấy thơm đi. Bỏ đi rất là phí. Đây là giấy thơm. Cất đi để còn thơm nhỉ? Sử dụng. Đúng rồi. Cho vào tủ quần áo. Thời tiết hôm nay là cũng khá là nắng thì cho nên là cũng có đến là chỗ cà phê Mỹ ở đây. Thế cho nên là cũng đang dừng ở đây để ngồi ở đây rồi là sẽ bỏ những cái phần quà trực tiếp là của cô Hai Bắc ở bên Mỹ là sẽ gửi về cho trực tiếp là con nuôi Mỹ Hải. Đây là giấy lau miệng gia đình Mỹ Hải. À, đây là cô cũng có gửi cả giấy cho gia đình nhà Mỹ Hải nhá. Chả biết là cái gì, chắc là bánh kẹo rồi. Nghi nghi là như thế. Nghi nghi là như thế à? Đấy, hôm nay là bỏ quà ra như vậy và vừa được đi chơi, con có vui không con? Có ạ. À, đấy, rất là vui. Đây này. Đẹp chưa? À, cả dép. Đây là một trong những cái điểm view mà cũng rất là đẹp nhá quý vị nhá. Dập quần áo, tự động hòa tan trong nước. Đấy. Rồi có hướng dẫn sử dụng. Sau đó em sẽ bỏ những cái phần quà của trực tiếp là cháu Vân ở đây sẽ bỏ ra. Đây ngữ văn tập 1, tập 2. À những cái quyển này nha con nhá. Đấy, ui, cẩn thận. Sách này là sách lớp 8 này. Bọc hết rồi. Đây những cái quyển sách lớp 8 nhá con nhá. Vâng. Đấy năm vừa rồi đây thì Mỹ Hải cũng xin thông báo cho quý Mạnh Thường Quân cũng như là quý cô bác anh chị ấy là trực tiếp là cháu Vân 13 tuổi ở đây là trực tiếp là con nuôi Mỹ Hải ấy. Thì năm vừa rồi đây thì cháu thi thì cũng rất là may mắn rằng là cháu đã được chuyển lớp. Đấy, năm nay là sẽ sang năm nghỉ hè xong là sang năm là cháu sẽ được lên lớp 8. Thế cho nên là cô cũng có mua cả những quyển sách như vậy để cho cháu ở ngoài nhà Mỹ Hải, rồi là Mỹ Hải là cũng sẽ trợ giúp cháu đó để cho cháu sẽ học nhé. Đây là gửi ông mỏ lúa hai áo thun. À hai áo thun à? Đâu đâu. À, những cái đồ của ông nỏ lúa này mình sẽ để riêng ra. À. Rồi cứ để trong đấy. Rồi. Của ông nỏ lúa này, ra đây đã. Đây là dĩa. Dép của con này, chắc là dép của con rồi. Dép đây, đây là những cái đôi dép của con nhá. Đây con sẽ để những cái quyển sách ra kia đã. Để rồi là con chú Mỹ Hải. Ai cũng có quà. Đây. Đây đây quà của chú Mỹ Hải đây nhá. Đây, dép à, đây của ạ. Con để cùng mấy cái này. À, đây là quà của Mỹ Hải đây. Và một lần nữa thì Mỹ Hải cũng xin chân thành cảm ơn cô Hai Bắc ở bên Mỹ nhá, là cũng có gửi những cái phần quà rất là ý nghĩa cho Mỹ Hải và vợ Mỹ Hải cũng như là trực tiếp là con nuôi Mỹ Hải là cháu Vân ở đây. Cái này là để tắm. Đâu? Đây. Hộp đây. À rồi. Giặt quần áo này. Toàn chữ tiếng Anh nên là không đọc được. Đây là những cái lọ gì đây? Em mà kiểm tra lại những cái lọ đây sẽ là những cái lọ của là những cái lọ gì? Thuốc, thuốc, cô mày chả biết là thuốc gì. Thuốc này có lẽ là kháng sinh rồi. Kiểu gì thì cô cũng sẽ ghi ra một cái tờ giấy. Cô có giấy có hướng dẫn sử dụng không? Không có. Không có à? À có. Ghi ghi ở đây này. Ghi ghi tất ở đây rồi đúng không? Vâng. Đấy. Đây cả thuốc này nữa. Đây là dầu nữa. Để lên trên này hết. Cả hộp. Thuốc này à. Thuốc à. Đây 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 đây. Thuốc này. Cá đây này. Ừ. Còn ở đây thì trên này là những cái điểm view nó cũng rất là đẹp này. Ở đây rất là mát nhé. Đứng ở trên này ngắm toàn cảnh của dòng sông Nho Quế ở đây. Nhưng mấy hôm nay là thời tiết là trời cũng mưa, thế cho nên là dòng sông Nho Quế ở đây là cũng rất là đục này. Đấy, ngắm toàn cảnh như vậy. Còn hiện giờ là cháu Mỹ Hải với lại là vợ Mỹ Hải là cũng đang tiếp tục là sẽ bỏ lại những cái phần quà mà của cô Hai Bắc ở bên Mỹ là có gửi về cho gia đình nhà Mỹ Hải cũng như là cháu Vân ở đây nhé. Đây là một cái lọ thuốc này. Đấy, người lớn thì uống một viên trong vòng 8 tiếng. Chị là nhức đầu, đau nhức toàn thân, hạ rồi. Sốt. Đấy. Và một lọ dầu gió xanh. Đây.
Đấy, lọ dầu gió xanh kia. À, dầu gió xanh đâu? Rồi, rồi, dầu gió xanh ở đây. Đấy, những cái lọ đây là cũng rất là đắt tiền rồi quý vị. Những cái lọ ở đây thì cũng sẽ là trong quá trình mà nhức đầu thì mình sẽ thoa lên. Đấy, cảm cúm thì cũng sẽ thoa lên. Ờ, đúng rồi, cô có ghi hết ở đây rồi. Cô có ghi đầy đủ ở đây rồi. Về là sử dụng cái món nào là mình sẽ đọc lại hướng dẫn sử dụng. Đọc lại hướng dẫn sử dụng thôi đúng không? Cái đôi dép kia của con đâu rồi? Con để trong nhà này. Đâu đâu, không phải là cái đôi hôm trước bố mua, cái đôi dép mà của cô Hai Bắc là cũng vừa gửi cho con ấy. Đây, đây con bỏ ra con đeo thử luôn xem nào. Khăn này là khăn gì? Của cháu Vân đúng không? Cũng không rõ là của ai. Dép đấy là của anh Vân mà. Dép của anh Vân mà con. Em ngồi ghế này cho nó dễ đi này. Đây con ngồi ghế đây. Con ngồi ghế đây xong là con sẽ đeo dép của con vào. Bộ khóa cửa. Khóa cửa chống trộm vào. Chắc cũng ghi hết đây rồi. Đúng không? Có ghi đấy đấy. Bộ khóa vâng. Cửa. À, bộ khóa cửa của Mỹ Hải. Đây này, Mỹ Hải. Sao? Có bộ khóa cửa đây. À. Đây, cũng có ghi luôn đây này. Bộ khóa cửa Mỹ Hải sai. À đây à, rồi xin cảm ơn cô Hai Bắc rất là nhiều. Đấy, còn hiện giờ là con nuôi Mỹ Hải là trực tiếp là cháu Vân ở đây là cũng đang đeo những cái đôi dép như vậy nhá. À đây là cái ba lô cho con để đi học đấy. Đâu ba lô đấy là ba lô để cho con đi học đúng không? Rồi vừa không? Rất là vừa bố. Đấy rất là vừa rồi. Đây nhá con nhá, về đây bố bảo này, con sẽ ra ở phía này. Đấy, ra đứng ở đây cho sáng nhờ. Đấy, phần quà đây là phần quà mà của cô Hai Bắc ở bên Mỹ nhá. Là cũng có gửi rất là nhiều đồ cho con cũng như là bố mẹ ở đây. Đấy, rất là nhiều đồ. Thì hôm nay là lên đây thì bố mẹ báo cho con một cái tin rất là vui. Là phần quà của cô Hai Bắc là cũng có gửi cả những đôi dép đẹp cho con này. Và con ở đây là cũng có những cái quyển mà sách để con được đọc thêm trong những cái kỳ nghỉ hè đấy nhá. Là phần quà của cô Hai Bắc ở bên Mỹ nhá con nhá. Vâng. Ấy con sẽ cảm ơn cô Hai Bắc ở bên Mỹ. Con cảm ơn cô Bắc ở bên Mỹ ạ. Cô Hai Bắc. Cô Hai Bắc ở bên Mỹ ạ. Rồi, cô Hai Bắc ở bên Mỹ. Rồi, cô đây cũng rất là cẩn thận này. Và cô cũng rất là thương con qua những cái thước phim của bố ấy. Là cô cũng có coi được con là cũng rất là hoàn cảnh. Đấy, gia đình thì là cũng không có người thân thích. Bố mẹ thì mất rất là sớm. Thế cho nên là con thì là bố mẹ là cũng đã trực tiếp là nhận con là con nuôi của bố mẹ ở đây rồi. Thì trong những cái kỳ nghỉ hè đây là con sẽ ở ngoài nhà cùng bố mẹ ở đây. Là bố mẹ là cũng sẽ bảo ban con và sẽ quán xuyến rằng là con sẽ tập đọc thật nhiều vào. Đấy, để kỳ tới đây là năm nay là con sẽ lên lớp 8 rồi. Nhá, lớp 8 này là con cố gắng con học nhá. Để không phụ lòng bố mẹ cũng như là các thầy cô, quý cô bác anh chị, quý mạnh thường quân là cũng đã có được những thước phim của bố mẹ. Thì thành ra là quý cô bác anh chị là cũng rất là thương con. Thế cho nên là mua những cái món quà rất là ý nghĩa như vậy cho con nhé con nhé. Vâng. Rồi. Đấy còn ở đây thì như ban đấy để cũng vừa bỏ được hết đồ ra như vậy rồi. Đấy, đồ thì cũng rất là nhiều này quý vị này. Đấy, đồ cũng rất là nhiều. Thế cho nên là cũng có cả những cái đồ như vậy. Thì qua đây một lần nữa thì Mỹ Hải là cũng xin chân thành cảm ơn cô Hai Bắc ở bên Mỹ nhé. Là cũng có gửi cả quà lên cho gia đình nhà Mỹ Hải cũng như là con nuôi Mỹ Hải. Đấy, cô thì cũng có mua được cả những cái bộ khóa như vậy cho gia đình. Thì qua đây một lần nữa thì Mỹ Hải là cũng xin chân thành cảm ơn cô Hai Bắc. Đấy, rất là nhiều đồ này. Đấy, cô thì cũng có ghi đầy đủ ở đây hết rồi. Đấy, cũng có ghi đầy đủ ở đây rồi. Thế cho nên là tí nữa Mỹ Hải là cũng sẽ tiếp tục đóng gói vào. Đấy, những cái phần quà là một của cụ ông nổ lúa. Đấy, của cụ ông nổ lúa là ở đây. Đấy, thì những cái phần quà của cụ ông nổ lúa là cô là cũng có đóng vào đây. Đấy, cho vào những cái túi như vậy. Để rồi là Mỹ Hải cũng sẽ để nguyên đai nguyên kiện như vậy nhá. Để rồi là Mỹ Hải là hôm nào rảnh thì Mỹ Hải lại tiếp tục là sẽ đi trao phần quà của cô Hai Bắc ở bên Mỹ cho gia đình của ông nổ lúa nhé. Còn là bây giờ thì Mỹ Hải là cũng sẽ nhờ vợ Mỹ Hải cũng như là cháu Mỹ Hải là Mỹ Tủa ở đây. Rồi là mình sẽ tiếp tục là bỏ những cái thùng phần quà này ra. Đấy, rồi là mình sẽ cất vào thùng để rồi là tí nó về nhà. Rồi là của những phần của ai thì là Mỹ Hải là cũng sẽ tiếp tục là sẽ đi trao những cái phần quà còn lại nhé. Cái gì đây? Cô ghi cái gì ở trong này đây? Sau khi xài hết
lấy hộp này rửa sạch, mua cơm hay mì xào đựng sạch sẽ an toàn. Rồi, rất là cảm ơn. Vui không con? Có ạ. Nãy là cũng không biết là bố mang những cái thùng này là lên đây làm gì, là của những ai phải không? Phải ạ. Đấy, con nuôi Mỹ Hải này cũng rất là vui mừng. Rất là nhiều. Đấy, những cái bút đây là bút để cho con sẽ được đi học nhá. Đấy, những cái bút này. Đấy, cả bút chì, bút tô. Đấy, rồi là sẽ để đấy, rồi là tí nữa mình sẽ tiếp tục là sẽ đi tham quan. Còn ở hiện giờ là ở đây ấy, là Mỹ Hải đang đứng ở vị trí đây. Là những cái điểm đây là cũng rất là cao. Ở phía bên trên là Mát Bi Lèng quý vị ạ. Vì là Mỹ Hải đang đứng ở vị trí đây so với ở dưới lòng sông Nho Quế đây. Là độ cao là 1.500m so với mực nước biển nhé. Thì Mỹ Hải đang đứng một cái vị trí rất là cao ở trên này. Đấy, ngắm toàn cảnh này, cũng rất là đẹp này. Đây là một trong những cái điểm view thì cũng rất là đẹp. Còn là ở phía mà bên tay phải Mỹ Hải bên này. Đấy, còn ở phía bên này, phía bên này là phía mà Panorama nhé quý vị nhé. Đấy, ở đây thì hơi khuất một chút thì là cũng không có nhìn thấy. Tí nữa Mỹ Hải sẽ lên phía trên. Đấy, cao hơn một chút nữa thì là chắc là cũng sẽ nhìn thấy thôi. Đấy, ở những cái điểm đây là cũng rất là đẹp. Điểm view rất là cao mà rất là mát. Đấy, còn hiện giờ là cháu Mỹ Hải ở đây là Mỹ Tủa là sẽ lại tiếp tục là đóng hộp vào trong này. Để rồi là tí nữa mình sẽ tiếp tục là mình sẽ lên phía trên để đưa trực tiếp là con nuôi Mỹ Hải ở đây. Đấy là cả đại gia đình. Đấy, con trai của Mỹ Tủa đây là đang mặc những cái bộ quần áo rất là đẹp đây này. Coi cái gì ở dưới đấy? Bật hết phòng rồi kìa. Đấy, mình lại đang gói vào. Đang gói vào xong là mình lại tiếp tục là mình sẽ gửi nhờ của cháu ở đây. Đấy, chú gửi đồ ở đây tí nhá. Rồi. Đấy, đang vào. Đấy, đang vào xong là mình sẽ tiếp tục đi lên trên con ạ. Đi, mình sẽ lên đây chơi. Vì là như hôm vừa rồi đây ấy, thì bạn của cô Hai Bắc ở bên Mỹ là cũng có gửi được quà lên như vậy rồi nhá. Vì là trực tiếp là phần quà, đây là phần quà của cô Hai Bắc. Hiện giờ là cũng đã bỏ được quà xong như vậy. Đấy, để cho trực tiếp là con nuôi Mỹ Hải đây rồi. Con đeo luôn đôi dép kia cũng được mà con? Để cho mới. Để cho mới à? Ôi giời ơi. Đấy, ở đây là lên rất là cao này. Còn thì hiện giờ là mình cũng sẽ lên phía trên này trước nhá. Đấy, khá là cao. Cái điểm view rất là đẹp này. Cao lắm. Đấy, còn ở phía bên này là những cái chòi như vậy để trong quá trình mà lên đây uống cà phê thì là mình cũng sẽ ngồi ngắm cảnh, cũng rất là mát mẻ này. Đấy, cũng có những cái chòi mà để lập lá cọ như vậy. Đẹp lắm. Bố ơi. Dạ. Ôi, đau. Đây, còn ở ngay phía dưới này là quý vị này. Đấy, phía dưới là bến thuyền này. Đấy, bến thuyền để cho mỗi lần mà khách đi ngắm những cái hẻm tô sản ở đây. Là đây là những cái bến thuyền để cho mỗi lần mà khách đi thì sẽ đi những cái bến thuyền như vậy nhé. Con thấy ở đây đẹp không con? Có ạ. Có à? Bố ơi. Sao con? Trên này rất là đẹp bố ạ. Là như nào? Lên trên này là rất là đẹp bố ạ. Lên trên này là rất là đẹp à? Vậy. Rồi, những cái điểm đấy đẹp mà con. Con được nhận quà bên Mỹ. Con rất là mệt và con được lên lớp con rất là mệt ạ. À, con được nhận quà của cô Hai Bắc ở bên Mỹ là con cũng rất là mừng. Và con được lên lớp là con cũng rất là mừng đúng không? Đúng ạ. Rồi, phải chịu khó học nhá. Vâng. Rồi, mình lại tiếp tục đi sang bên kia con. Đi hai con, đi. Trong những kỳ nghỉ hè như vậy thì Mỹ Hải ở đây thì là cũng không có điều kiện để đi về những cái vùng dưới xuôi. Thế cho nên là trực tiếp là cháu vẫn ở đây là con nuôi Mỹ Hải ấy. Thôi thì là cũng chỉ đưa cháu đi ngắm những cái toàn cảnh của trên vùng cao nguyên đá như vậy thôi. Đấy, đây là những cái sàn này rất là đẹp này. Và cả ở phía khu bên trên này nữa cơ. Rất đẹp này.
Như là trên những cái phía khu trên này ấy, là mỗi lần uống cà phê ấy, là mình ngắm toàn cảnh ở dưới lòng sông này. Bố ơi. Sao con? Ở đây con thích lắm. Ở đây con thích lắm à? Đẹp không? Đẹp ạ. Rất là đẹp đúng không? Đẹp. Wow. Đấy, tí nữa mình còn sẽ lên tít trên nữa cơ con ạ. Vâng. Đấy, tí mình lên tít trên nữa là mới đẹp cơ. Vâng. Đây là những cái bậc thang này rất là cao này con này. Đúng ạ. Đấy. Đi từ thôi, đi từ thôi. Mệt quá đúng không? Ôi. Sao con? Cái chậu này là chậu gì bố? Cái chậu nào? Cái chậu này. À, chậu này á? Phải. Chậu này là chậu rửa tay. Khác cái chậu ở nhà mình. Đúng ạ. Đúng không? Đúng ạ. Đấy, ở trên này là có nước rất là nhiều này. Thế cho nên là những cái chậu đây là chậu rửa tay. Đấy, để mỗi lần mà khách tham quan xong là khách đi lại ở đây đấy, toát mồ hôi tay chân thì là khách sẽ rửa tay ở đây. Đấy, tiếp tục là mình sẽ sang khu vực bên này. Rồi là sẽ đến đây rồi. Chốc nữa thì Mỹ Hải là cũng xuống dưới khu vực mà ở bên dưới đường. Rồi là tí nữa chuẩn bị đi về là sẽ đi xuống dưới đây uống nước nhé, uống nước rồi là sẽ đi về. Có lên trên kia nữa không? Lên trên kia xem là có những gì nữa nào. Ở trên nào? Còn không? Còn nữa mà. Đây nữa. Đâu? Qua đường nào đi nhỉ? Đường này nữa. Đường bên này đúng đường không? Đường bên kia hình như là hết rồi hay sao chứ? Có chứ. Ở trên kia vẫn còn điểm. Đây đây. À, trên kia vẫn còn một điểm nữa cả. Đây rất là đẹp này. Sao con? Thì mình đi về xong rồi là hôm nào mình lại về đây chơi tiếp bố. À, mình đi về rồi là xong là hôm nào là mình lại về đây chơi tiếp chứ gì? Phải. Rồi, nhất trí. Để hôm nào là mình sẽ rủ đông 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 người về đây. À, rủ đông đông người về đây xong là mình sẽ mang đồ ăn thức uống lên đây. Để mình cùng nhau là ngồi trên những cái điểm view đây nhá. Vâng. Rồi, đi lại đường bên này tiếp. Ô, con chào lên đấy, ô. Đi cẩn thận nhá, hai con đi cẩn thận nhá. Dốc cao lắm. À, lúc này con bị đau chỗ đây à? Phải đi cẩn thận nhá. Ui, dốc lắm. Đi từ thôi, đi từ thôi. Rất là dốc. Các con đi cẩn thận thôi. À, nãy là bị đau chân à? Rồi. Rồi đi từ từ thôi nhá. Đấy, còn ở hai bên này là cũng có những cái trồng được những cái hoa xung quanh. Ở đây cũng rất là đẹp. Ôi dồi, rất là dốc. Đấy, hai anh em thì à, sáng nay là trực tiếp là cháu Văn 13 tuổi con nuôi Mỹ Hải đây là. Rồi con đau à, đi cẩn thận nhá, bước từ từ thôi. Là cứ mới ra thì cho nên là hai anh em đây thì cũng rất
rất là cuốn quýt nhau này. Ôi dồi, cao lắm rồi. À, tiếp tục ở trên này, à, trên này nó cũng có một cái nhà sàn trên này quý vị ạ. Đây cũng có một cái nhà sàn đây. Lên đến đỉnh cao nhất rồi. Ôi giời, mệt. Ở phía bên này là cũng có một cái bập bênh này. Để mỗi lần là lên trên này tham quan đấy là cũng có cái bập bênh để cho các cháu được chơi. Đấy, những điểm rất là đẹp. Ngắm toàn cảnh. Đấy, còn các cháu thì cũng đang với lại con bé hai là cũng đang lên phía trên rồi. Đúng rồi, trên này có cả nhà sàn mà. Đây là những cái bập bênh. Đấy, bập bênh. Đấy, bập bênh như vậy. Đấy, còn ở phía bên kia. Đấy, phía bên kia là những cái đu. Đấy, trong quá trình mà khách du lịch đến là mình sẽ ngồi đu đấy nhá. Còn giờ là Mỹ Hải là cũng sẽ lên phía bên trên nhà sàn. Úi thì cẩn thận nhé con nhá. Bước hụt là ngã đấy. Bước hụt là ngã đấy. Đi, đi lên trên đi. Bố lên rồi à? Bố lên rồi. Rồi. Đấy, rất là cao. Cả bố thắng nữa. À, cả bố thắng nữa. Rồi. Đấy, rất là cao này. Nhiều bếp lắm. Rồi, nhiều bếp lắm à. Đấy, ở đây là cũng có các bác ở đây luôn. Là uống cà phê. Đấy, rồi là cà phê này, là mình sẽ ngồi những cái điểm vị trí đây. Đấy, rất là đẹp này. Đây là cũng làm được những cái nền. Nền đây là xếp toàn bằng đá là đá thôi. Đấy, xếp toàn đá là đá này. Đứng vị trí này là cao nhất rồi. Rất là cao rồi. Còn đường quốc lộ ấy, ở tít phía bên dưới quý vị ạ. À, còn ở phía bên trên này là những cái điểm cũng là check in này. Vì là nhà Mỹ Hải ấy, ở đây cũng rất là gần thôi. Nhưng mà được cái là Mỹ Hải ở đây là cũng ít được lên đây. Đấy, lần đầu tiên là Mỹ Hải được lên điểm trên này nhá. Thắng ơi, ngồi đây ngã đi con ơi. Đấy, Mỹ Hải cũng đang đứng ở trên điểm nhà sàn trên này nhá. Là những cái điểm mà cuối cùng là điểm trên này rồi. Giờ là Mỹ Hải đã tiếp tục là sẽ đi di chuyển xuống dưới. Những cái điểm đây thì mình thì cũng lần đầu tiên lên đến đây. Cũng như là con nuôi Mỹ Hải là trực tiếp là chó Vân ấy. Là cũng lần đầu tiên được đặt chân lên đây nhé. Vì là những cái điểm đây thì mình thì cũng qua đường thì cũng rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà để gọi là lên đây check in cũng như là đi quay cho quý vị và các bạn cùng biết ấy. Thì những cái điểm trên này là lần đầu tiên là Mỹ Hải lên. Đấy, rất là đẹp này. Đây cũng có cả những cái ghế như vậy. Để trong quá trình mà mình từ dưới lên ấy, mệt rồi thì là mình sẽ ngồi ở đây. Đấy, vị trí như vậy. Để là mình sẽ ngắm toàn cảnh. Ở phía đây là rất là mát.
rất là cao này. Mình đang đứng ở vị trí đây là cao hơn cả ngọn núi bên kia rồi. Cái điểm này là cách nhà Mỹ Hải là 8 km. Thấy không? Thấy không? Còn bên kia là cháu Mỹ Hải lại Mỹ Tủa. Đấy, hai bố con đang ngồi kia. Mệt không con? Đi, mình lên trên này đi. Bây giờ là mỗi lần mình đi chơi như vậy là con sẽ hát tặng bố một bài nhỉ? Con hát bài gì tặng bố nhỉ? Bài đi học về ạ. Bài gì? Đi học về. Bài đi học về á? Bài ạ. Thế thì bây giờ con hát đi. Đi học về là đi học về. Em về nhà em chào em cha. Em vào mẹ. Nhà mà. Em vào nhà em chào cha mẹ. Cha em khen là cô dốc ngoan. Mẹ hỏi yêu đến thế mà em. Hát lại nữa nào. Đi học về là đi học về. Em về nhà em chào cha mẹ. Cha em khen là cô dốc ngoan. Mẹ hỏi yêu đến thế mà em. Rồi, bố cảm ơn con. Mỗi lần là Mỹ Hải là cũng là đưa cháu đi chơi cũng như là được nhận những cái phần quà của Quý Mạnh Thường Quân ấy. Thì Mỹ Hải là cũng sẽ bảo trực tiếp là cháu Vân ở đây là sẽ hát tặng là quý cô bác cũng như là Mỹ Hải một bài nhé. Tất cả đồng thanh hát một bài xem nào. Gia Hưng với Mỹ Thắng là hát bài gì được nhỉ? Minh Thắng. Minh Thắng à? Minh Thắng hát bài gì nhỉ? Cả nhà thương nhau đi. Con hát bài gì? Cả nhà thương nhau. Rồi, cả nhà thương nhau. Nào, bắt đầu. Vỗ tay nào, để vỗ tay nhá. Hát đi, hát nào. Ngồi cẩn thận. Bà. Con thích hát bài bài bà. Rồi, bài bà. Tóc bà trắng. Trắng như mây. Cháu yêu bà. Cháu nắm bàn tay. Đi cháu ba lần. Cháu biết bà vui. Rồi, hoan hô. Hoan hô, hai ca sĩ lệ rơi. Nhớ. Bên đi. Thắng về đứng cạnh Gia Hưng nào. Đấy. Đấy. Đứng đây nhá. Đấy, hai bạn nhỏ khoác vai vào nhau. Đấy, hai bạn lớn. Đấy nhá. Chụp nhá. Đây này, nhìn đây là Thắng ơi. Nào, nhìn 1 2 3. 1 2 3. Đúng rồi, chú Hưng ơi, nhìn đây nào. 1 2 3. Đấy, rất là nhiều ảnh này. Rất nhiều ảnh rồi. Đấy, đây, để chụp sang cả hẻm thu sản luôn nhá. Đấy, rất là cảm ơn cameraman Đây này, của. Đây này, lên đây nào, Thắng ơi. Đây, chú Hưng ơi, nhìn đây nào, nhìn đây nào. 1, 2, ôi, buồn này. À, có bị đau chỗ này, thế thì bây giờ bố bé nhá. Nào, bố bé nào, nào. Đây. Thắng lên đây, Thắng lên đây. Cả hẻm nhá. Bà bé. Lên lên với em Vân này. À, chú Vân này. Đấy, nào. Đấy. Đấy nào. Nào, nào để bố chụp làm nhìn nào, bố. Đây nào, nhìn bố đây này. Nhìn bố Thắng kìa. 1 2 3. 1 2. Ơ nhìn đây nào. Nhìn đây mà bố mà nhìn bố mà. Được rồi. Đẹp rồi. Rồi, rất là đẹp. Đấy.
Yeah. Sướng. Rồi con đeo dép đi. Rồi bây giờ là mình sẽ di chuyển xuống dưới để mình sẽ đi về thôi nhá. Bây giờ là muộn rồi. Muộn rồi đúng rồi. Bây giờ mình đem dép rồi là mình tiếp tục là mình sẽ di chuyển xuống dưới đây. Ôi dồi ôi, lại phải bắt anh cóng á. Dắt tay thôi con ạ, dốc lắm. Con không chịu đâu à? Con buồn à? Có lẽ là giờ là cũng khá là muộn rồi, thế cho nên là để chuẩn bị kết thúc video của Mỹ Hải thì một lần nữa thì Mỹ Hải cũng xin chân thành cảm ơn cô Hai Bắc ở bên Mỹ nhá, là cũng có gửi một thùng quà lên cho gia đình nhà Mỹ Hải như vậy, cũng như là cho vợ chồng Mỹ Hải và trực tiếp là con nuôi Mỹ Hải là trực tiếp là cháu Vân ở đây, và vẫn còn phần quà mà của cụ ông nổ lúa thì ngày mai ngày kia là Mỹ Hải lại sẽ tiếp tục đi mang và trao cho cụ ông nổ lúa nhá. Đấy, còn bây giờ là đường sẽ đi về này. Đấy, rất là dốc này. Cũng chỉ xuống những cái bậc thang như vậy thôi. Ở bên hai bên này thì là cũng có những cái trống trống như vậy này. Đấy, mỗi lần gió thổi lên là những trống trống để quay này. Đi cẩn thận nhá, hai con đi cẩn thận nhá. Ôi dồi ôi, vừa cóng xong là vừa vác quả. Ôi dồi ôi. Đấy, giờ là chúng ta sẽ ra về. Đấy, ra về là giờ là những cái thùng quả đây lại tiếp tục là sẽ mang về nhà nhá. Con đi mẹ cóng con, để cho anh Vân đi. Không chịu cơ, phải không chịu à? Ôi dồi ôi. À, không chịu đâu, rồi rồi rồi, nhất trí. Nhớ anh quá nhỉ. Bây giờ mấy hôm nay là anh nghỉ hè rồi, anh ở với con lâu lâu rồi mà. Đây trong cháu đang bay đấy. Trong cháu đang quay như này này. Rồi. À cẩn thận cái này lại gai đấy. Đây là những cái cổng này. Cổng vào này. Đấy, đây là những cổng vào. Lẽ là bây giờ là Mỹ Hải là cũng xin kết thúc video của Mỹ Hải tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Mỹ Hải nhá. Và ngày mai là trực tiếp là cháu Vân 13 tuổi, một cô cả cha lẫn mẹ ở đây là cũng sẽ đồng hành cùng Mỹ Hải là sẽ vào trong gia đình nhà năm cháu một cô để tiếp tục là xem các bác thợ ở trong thôn bản ấy để xây nhà cho các cháu nhé. Đấy, giờ là cũng đã đến đường quốc lộ như vậy rồi. Đấy, từ trên cao này xuống này rất là dốc nhá. Còn cháu Mỹ Tùa, hai bố con cũng đã đến đường trước rồi. Đấy, còn ở phía bên dưới này là cũng có một cái quán cà phê ở đây. Đấy, khách du lịch cũng đang ngồi ở đây để mình sẽ ngắm toàn cảnh ở trong lòng sông Nho Quế như vậy nhá. Rồi, anh cảm ơn. Đấy, cũng có các bạn đây là không có mời
Mí Hải để vào phía trong để uống nước.